Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Dạ, con Bạch Sư, một người tự nhận mình đã chứng pháp thượng nhân hoặc gợi ý cho người khác biết mình là bậc thánh thì họ có phải là bậc thánh nhân không ạ? Một người tự nhận mình là bậc thánh nhân hoặc gợi ý cho người khác biết thì cái thường người đấy mà vì cái nuôi mạng ấy, vì cái danh vọng ấy, vì muốn mình được nổi tiếng, muốn mình được danh vọng nợ dưỡng, rồi gợi ý hay nói cho người khác biết mình là thánh nhân, thì cái vị đấy sẽ không phải là thánh nhân. Bởi vì cái bậc thánh nhân thì sẽ không bao giờ chánh ngữ, có luôn luôn đi kèm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là không bao giờ vì cái nuôi mạng mà phải khoe pháp thượng nhân của mình, không bao giờ vì cái danh vọng tầm thường mà khoe pháp thượng nhân. Nhưng đôi khi vị đó sẽ nói cái pháp thượng nhân đó vì cái lòng từ bi. Ví dụ như là vị đó muốn cho một cái người này theo cái con đường tu tập của mình, vị đó tin tưởng là khi mình nói ra thì cái người này sẽ tu những cái pháp thượng nhân để thành tựu cái bậc thánh nhân này. Cho nên là đôi khi vị đó cũng có nói ra với một số trường hợp, hoặc là vị đó sẽ nói ra để khi mà một cái người khác xúc phạm đến vị đó, nhưng vị đó muốn có cái lòng từ bi. Ví dụ như là thời xưa có một cái vị tỳ kheo già với tỳ kheo trẻ đi cùng đi khất thực, thì vị tỳ kheo già hôm đấy là bị đau bụng gió, cho nên là khi xin được một bát cháo nóng thì vị đó ngồi đó ăn ngay tại chỗ, thì vị tỳ kheo trẻ đến nơi mới nói là cái ông già này chỉ vì nhân duyên cái bụng mà làm cái việc không biết xấu hổ. Thì cái vị tỳ kheo già này mới hỏi rằng là này bạn, ông chứng được đến cái pháp gì rồi? Thì vị tỳ kheo trẻ này nói dạ con chứng được sơ quả. Thì vị tỳ kheo già nói rằng vậy thì ông không thể chứng được các pháp cao hơn nữa vì hôm nay ông đã xúc phạm một bậc lậu tận. Thì lúc đấy là vì cái lòng thương cái vị này, muốn cho vị này còn tiến bộ, sẽ còn chứng được những pháp cao hơn, cho nên là vị đó mới nói rằng mình là bậc A-la-hán để cho vị này sám hối. Thì ngay lập tức cái vị này sám hối thì vị đó thoát khỏi. Hay là cũng có một cái câu chuyện là có một cái người nói rằng có một vị tỳ kheo già đang tụng kinh, thì có cái vị mới tập tu đến nghe cái tiếng tụng kinh khàn khàn ấy, nói là ông này tụng kinh nghe như chó sủa, nghe khó chịu mà. Thì vị tỳ kheo này bị vì cái lòng thương cái người này bị ra vì nói là ông có thể ông sẽ bị đọa vào địa ngục rồi câu nói đấy, vì đã xúc phạm đến một bậc nậu tận. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này mới quỳ xuống sám hối, xin sám hối vì đã xúc phạm đến ngài. Thì từ cái sự sám hối đấy thì vị đó không bị đọa vào địa ngục, nhưng do cái quả báo xúc phạm thánh nhân, vị đó vẫn phải đọa làm chó. Đấy là vì đôi khi trong một số trường hợp các vị đấy có thể nói ra, nhưng nếu không vì cái nhân duyên gì đó thì các vị đấy sẽ không tự nhiên mà nói ra.